Chào mừng các bạn đến với kênh Love Healing 149. Hôm nay mình làm radio để chia sẻ với các bạn chi tiết về tình yêu đích thực. Tại sao hành trình đạt được tình yêu đích thực lại là hành trình giả kim? Và đó là con đường duy nhất, không có con đường nào khác. Bạn nào đã nghe qua tập 11 về công thức tình yêu đích thực thì bạn đã hiểu sơ tình yêu đích thực là như thế nào. Ở radio này, mình sẽ nói kỹ hơn về những khái niệm bắt buộc bạn cần biết trên hành trình đến với tình yêu đích thực. Thứ nhất là khái niệm về bản ngã. Bản ngã hay còn gọi là cái tôi, bao gồm những quan điểm, phán xét, đánh giá, nhận định, những nỗi sợ, sự đề phòng của bạn về mọi thứ xung quanh và cả những kỳ vọng, mong cầu, bám chấp của bạn. Chẳng hạn như là tôi luôn đúng, tôi thích cái này, tôi thích cái kia. Bạn có thể nghe lại radio Bản ngã đội lốt tình yêu mà mình đã từng chia sẻ. Trong tập đó thì mình có nói khá rõ về cách bản ngã hình thành và nó đội lốt tình yêu đích thực như thế nào. Vậy nên những câu chuyện tình yêu bất hủ đi vào huyền thoại mà mọi người thường kể cho nhau nghe như Romeo và Juliet, không có được người mình yêu thì sẵn sàng tìm đến cái chết, và mọi người ca tụng đó là minh chứng của tình yêu đích thực, thì mình xin khẳng định đó không phải là tình yêu đích thực, mà chỉ là tình cảm lãng mạn, bồng bột, nông nổi nhất thời dựa trên bản ngã mà thôi. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói, tình yêu đích thực phải mang lại hạnh phúc cho cả bản thân mình và cho cả đối phương. Thiếu một trong hai vế thì không bao giờ được gọi là tình yêu đích thực. Nếu một tình yêu mà mình phải hủy hoại bản thân mình làm đau đớn, mình làm tổn hại đến cơ thể và cảm xúc của mình thì đó không phải là tình yêu đích thực. Và ngược lại, nếu bạn làm cho đối phương bị đau đớn, bị kìm kẹp, bị giam hãm, bị lợi dụng, bị tổn hại về vật chất lẫn tinh thần thì cũng không phải là mối quan hệ yêu thương đích thực. Những câu chuyện tình yêu không đến được với nhau, đâm đầu vào ô tô, nhảy cầu để tìm đến cái chết thì bạn đừng bao giờ ngộ nhận đó là tình yêu đích thực, tình yêu vĩ đại. Thực chất đó là mối quan hệ độc hại dựa trên bản ngã. Một người mà không biết trân trọng yêu thương sinh mệnh của chính mình thì không bao giờ có khả năng trân trọng yêu thương bất kỳ một ai khác. Tình yêu đích thực là sự kết nối giữa hai linh hồn. Chính vì vậy mà tình yêu đích thực mang tính tâm linh. Và tình yêu đích thực thường xảy đến ở độ tuổi bạn đã chín chắn và trưởng thành trong cuộc đời. Khi mà bạn đã trải qua rất là nhiều sóng gió, thử thách, khổ đau trong cuộc đời, bạn từ bỏ hết những danh lợi, những ham muốn của thế gian, bạn đã buông bỏ được bản ngã của bạn và quay về kết nối với bản thể tâm linh thật sự bên trong bạn, đó là kết nối với linh hồn bạn. Bạn yêu chính mình và yêu tất cả mọi người bằng tình yêu lành mạnh, đúng đắn, thì khi đó bạn mới có thể chạm đến được tình yêu đích thực. Nếu như bạn không thể kết nối với linh hồn của bạn thì chắc chắn bạn không thể nào chạm được vào linh hồn của người bạn yêu, thì khi đó tình yêu đích thực không xảy ra. Có những người đã kết hôn mấy chục năm trời nhưng thực ra mối quan hệ mà họ đang có chỉ là một sự quen biết chứ không phải là tình yêu thật sự. Quen biết tức là hai bạn chỉ mới chạm đến lớp vỏ vật lý bên ngoài của mỗi người. Mối quan hệ của hai bạn chỉ là sự tương tác qua lại giữa hai cái bản ngã, chứ hai bạn không thể chạm được vào linh hồn của nhau. Sự quen biết, quan hệ tình dục thì ai cũng có thể, nhưng tình yêu đích thực thì không dành cho tất cả. Nếu mà bạn không có sự phát triển tâm linh thì bạn sẽ không bao giờ biết được tình yêu đích thực là gì. Con người thường rất dễ nhầm lẫn sự rung động hấp dẫn giới tính với tình yêu. Ở giai đoạn gặp gỡ ban đầu, chính những hormone giới tính trong cơ thể sẽ chi phối, điều khiển cả người đàn ông và cả người phụ nữ. Lúc đó các bạn thường có cảm giác giống như là mình đã fall in love, đã ngã vào tình yêu, đã gặp được chân ái của cuộc đời. Bạn bồi hồi, xao xuyến, ngày nhớ đêm mong, bồn chồn khắc khoải. Bạn mong được gặp nhau, được nhìn ngắm, được chạm vào nhau, để được tâm sự, được chia sẻ. Thực ra tất cả những điều đó chỉ là bạn đang mê muội cái lớp vỏ vật lý của người kia mà thôi. Dĩ nhiên là nếu bạn ham mê cái lớp vỏ vật lý bên ngoài của một người thì trước sau gì cũng đến cái ngày bạn cảm thấy chán cái lớp vỏ đó. Khi mà bạn đã khám phá, bạn đã tìm hiểu, kết hôn với nhau sau vài năm,
hoặc nhiều lắm là vài chục năm, thì khi đó lớp vỏ vật lý này trở nên cũ kỹ, nhàm chán. Và cái mà bạn ngộ nhận là tình yêu thì nó cũng đội nón ra đi theo. Khi đó nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy thắc mắc, băn khoăn tự hỏi, tại sao hồi trước mình yêu cô này, mình yêu anh này nhiều như vậy, mà sau có vài năm, thậm chí là vài tháng tiếp xúc gặp gỡ, tự nhiên bây giờ mình không còn cảm giác yêu người này như hồi xưa nữa. Vậy có nghĩa là tình yêu không có thật ư? Rồi cặp đôi nào cũng rơi vào vòng lặp luẩn quẩn như vậy sao? Giờ thì bạn đã có câu trả lời. Đó là bởi vì họ chỉ mới chạm đến lớp vỏ bên ngoài của nhau mà thôi. Chẳng hạn, bạn mê anh A vì tài năng. Anh ta có tới mấy cái bằng tiến sĩ, thu nhập ổn định, đi xe xịn, gia thế hoành tráng. Hay là bạn mê cô B vì ngoại hình, vì gương mặt trẻ trung, vóc dáng gợi cảm. Hay là vì người đó ăn mặc có gu, biết cách nói chuyện, người đó có nét duyên dáng, thanh lịch, vân vân. Tất cả những thứ đó nó đều thuộc về phạm trù của bản ngã. Tính chất của bản ngã là nó luôn ham muốn nhiều hơn nữa, nó luôn so sánh, nó luôn muốn có thêm chứ không bao giờ muốn bớt đi. Chính vì vậy, nếu bạn gắn bó với một người theo sự thôi thúc của bản ngã bên trong bạn, thì khi mà vẻ bề ngoài của người đó, tài năng của người đó, tiền bạc, danh vụ, chức quyền của người đó mất đi, bản ngã của bạn sẽ lên tiếng ngay. Nó sẽ thôi thúc bạn tìm người khác xịn hơn, trẻ hơn, đẹp hơn, giỏi hơn ngay lập tức. Đó là lý do tại sao nhiều người có gia đình rồi vẫn đi ngoại tình. Vì vốn dĩ, ngay từ buổi ban đầu, họ đến với nhau vì bản ngã. Bản ngã thì luôn suy tính, phân tích, chứng minh, tính toán thiệt hơn. Bản ngã chỉ tin vào những thứ mắt thấy tai nghe. Với bản ngã thì thế giới chỉ tồn tại ở một chiều không gian duy nhất, đó là không gian vật lý, hay còn gọi là thể 3D. Vậy nên bản ngã không thể biết được tình yêu đích thực là gì, trong khi tình yêu đích thực vốn là sự gặp gỡ về mặt tâm linh, tức là nó ở chiều không gian 5D. Với tình yêu đích thực, bạn không cần phải dùng tay để chạm vào người bạn yêu. Bạn không cần người đó phải hiện hữu ở bên cạnh bạn. Không cần người đó phải đứng trước mặt bạn thì bạn mới cảm nhận được tình yêu. Cho nên dù hai bạn xa cách, dù hai bạn không có sự tiếp xúc về mặt vật lý với nhau trong một khoảng thời gian dài, thì tình yêu giữa cả hai vẫn hiện hữu và vẫn duy trì, bởi vì tình yêu đích thực được cảm nhận bằng trực giác. Tình yêu đích thực thì không nhất thiết phải có tình dục mới thỏa mãn, mặc dù tình dục giúp cho tình yêu thêm thăng hoa. Khi hai người yêu nhau bằng tình yêu đích thực thì chỉ cần sự hiện diện của người đó ở cạnh bên cũng làm cho bạn cảm thấy đầy đủ và trọn vẹn. Bạn không còn đòi hỏi gì thêm, bạn không kỳ vọng người đó phải làm cái gì cho bạn, người đó phải phục vụ theo ý bạn, bạn không cần bất kỳ lợi ích nào từ người đó. Cảm giác của tình yêu đích thực không phải là sung sướng, vui sướng hay là lâng lâng trên mây, mà là sự mãn nguyện và bình yên. Khi kết nối với người đó, bạn sẽ có cảm giác như đang trở về nhà, bình yên, an toàn, tin tưởng hoàn toàn. Như trước đây mình đã từng đề cập đến tình yêu đích thực, khi bạn đã đầy đủ với bản thân bạn, với tình yêu bên trong bản thân bạn, và tình yêu đó chảy tràn sang người kia, và bạn không cần mong cầu, kỳ vọng, đòi hỏi, đền đáp. Bạn càng cho đi, bạn càng trao tặng tình yêu của mình cho người kia, thì bạn sẽ càng cảm thấy bản thân bạn đầy đủ và trọn vẹn hơn. Đó là đặc điểm của tình yêu đích thực. Bạn chỉ có thể có được năng lực đặc biệt này nếu bạn thật sự yêu thương bản thân vô điều kiện. Yêu bản thân vô điều kiện tức là yêu bản thân mà không dựa trên sự kỳ vọng của bản ngã. Chẳng hạn như, tôi chỉ giỏi khi tôi đạt được bằng cấp này, tôi chỉ xinh đẹp khi tôi hoàn hảo không tì vết, tôi chỉ xứng đáng được yêu thương khi tôi vừa xuất sắc kiếm được tiền, vừa tháo vát đảm đang công việc nhà, vừa làm hài lòng người kia, vân vân. Đó đều là tiếng nói của bản ngã. Có một số mối quan hệ tình cảm dựa trên sự đổi chác về mặt lợi ích. Chẳng hạn, một người đàn ông lấy vợ là để có người nấu cơm rửa chén, quét nhà. Hoặc anh ta lấy vợ là để có người sinh con đẻ cái. Hoặc một người phụ nữ lấy chồng là bởi vì cô ấy cần một chỗ dựa về tinh thần, hay là cần một chỗ dựa về vật chất. Hoặc là cô ấy cần người để thỏa mãn các nhu cầu yêu thương của cô ấy. Dĩ nhiên sẽ không ai đến với một mối quan hệ mà nói rõ ý đồ của họ, nhưng trong thâm tâm họ muốn gắn kết là để có người chăm lo lúc về già, là để đỡ cô đơn, để trao đổi lợi ích dựa vào nhau mà tồn tại. Tình yêu đích thực không giống như là bạn đi mua một cái áo ở ngoài chợ.
bạn sàng qua sàng lại giữa các gian hàng. Bạn trả giá mặc cả tới lui, bạn so sánh cái áo này với cái áo kia, xem cái áo nào rẻ hơn mà mặc được lâu hơn, bền hơn, đem lại cho mình nhiều lợi ích hơn. Đó hoàn toàn dựa trên bản ngã. Tình yêu đích thực giữa hai cá thể tồn tại vĩnh cửu trong vũ trụ này, và nó có sẵn trước khi hai con người được sinh ra trong kiếp sống này. Có nghĩa là tình yêu có trước, cơ thể vật lý có sau. Gặp đúng được tình yêu đích thực thì trực giác của bạn sẽ mách bảo cho bạn biết là người đó, và chỉ duy nhất là người đó mà thôi. Bạn biết là biết, không cần phải có lý do, không cần phải giải thích. Bạn sẽ không thể giải thích được bằng những lý lẽ thông thường. Tuy nhiên, mình lưu ý ở đây là điều này nó chỉ xảy ra với những người đã thức tỉnh và khám phá ra được sức mạnh của trực giác. Còn với những ai mê muội, mù quáng thì đừng vội quy chụp một người nào đó là tình yêu đích thực của đời mình. Sự ngộ nhận này sẽ gây hại cho bạn, nên bạn cần đặc biệt cẩn trọng. Tình yêu đích thực là khi bạn rất tỉnh táo, bạn đã có những sự hiểu biết thông tuệ về cuộc đời. Bạn hoàn toàn biết rõ những ưu nhược điểm của đối phương, nhưng bạn vẫn chấp nhận những nhược điểm của họ và bạn muốn gắn bó với họ bằng sự từ bi hỷ xả theo đúng tinh thần của nhà Phật, thì đó mới là tình yêu đích thực. Vậy biểu hiện cao đẹp nhất của tình yêu đích thực là gì? Đó chính là sự tự do. Khi bạn yêu đối phương bằng tình yêu đích thực, thì bạn sẽ để cho đối phương được tự do là chính con người họ. Tức là khi đó, bạn buông bỏ hoàn toàn những kỳ vọng, đòi hỏi của bản ngã bên trong bạn. Không còn bản ngã nữa, thì bạn sẽ không còn có ý muốn đòi hỏi đối phương phải thay đổi theo ý bạn, phải sống theo ý bạn, phải làm theo ý bạn. Bạn để cho họ được tự do là con người thật của họ, để cho họ được sống theo cách họ muốn, được đi đến những chân trời mà họ ao ước. Bạn không níu kéo, bạn không giam cầm, không tính toán những thủ đoạn trói chân họ để thỏa mãn sự ích kỷ của bản ngã trong bạn. Có những người vì muốn níu giữ đối phương ở lại bên mình nên dùng những chiêu trò, chẳng hạn như người vợ quản lý hết tiền bạc, tài sản của người chồng để người chồng không thể nào rời xa mình. Hoặc người chồng lấy đứa con ra làm con tin để uy hiếp, đe dọa, không cho người vợ ly dị. Hoặc có những cô gái gài bẫy mang thai để níu kéo người đàn ông phải có trách nhiệm với mình, phải kết hôn với mình. Lại có những người dùng quyền lực để giam giữ đối phương phải ở lại trong mối quan hệ với họ. Bạn đừng nhầm lẫn đây là tình yêu. Trong tình yêu đích thực, sự tự do được đặt lên hàng đầu. Dù bạn rất yêu người kia, nhưng nếu họ không muốn ở bên bạn, họ không muốn gắn bó lâu dài với bạn, thì bạn vẫn chấp nhận buông tay và bạn vui vẻ chúc phúc cho họ. Bạn không thù hận, không oán ghét. Còn nếu bạn để cho người kia tự do mà họ vẫn muốn ở lại bên bạn, thì khi đó mối quan hệ là hoàn toàn tự nguyện từ cả hai phía đến với nhau, chẳng vì một sự trao đổi lợi ích nào hết. Không có sự nhúng mũi của bất kỳ một thủ đoạn, chiêu trò nào. Vậy nên nếu bạn gặp một người mà 5 lần 7 lượt người ta không chịu chia tay với bạn, tìm mọi cách để níu kéo bạn, thì bạn hãy khoan vội mừng, đừng cho rằng người đó yêu bạn tha thiết. Rất có thể bạn đang gặp một người bị rối loạn tâm lý mà bạn cần đặc biệt cảnh giác. Tình yêu đích thực ở cấp độ linh hồn, cho nên giới tính, khoảng cách, không gian, thời gian, định kiến xã hội đều vô nghĩa với tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực vượt lên trên những chuẩn mực thông thường, những lề thói xã hội đặt ra. Các bạn nữ thường thắc mắc liệu đàn ông có yêu thật sự hay không, và tại sao mọi người thường nói rằng yêu nhau mà xa cách một khoảng thời gian dài không gặp thì người đàn ông sẽ phai nhạt tình cảm. Mình xin trả lời ở đây rằng đàn ông hay phụ nữ gì thì cũng đều yêu thật sự, bởi vì tình yêu đích thực ở cấp độ linh hồn chứ không liên quan gì đến giới tính hay khoảng cách. Bạn thấy có những người bắt cá nhiều tay, quan hệ với người này, quan hệ với người khác, rồi chạy từ mối tình này qua mối tình khác. Có nghĩa là người đó vẫn sống theo sự chi phối của bản ngã tham lam ngông cuồng. Người đó chưa có sự thức tỉnh tâm linh, chưa có khả năng yêu thương đích thực. Mọi người thường nói đàn ông khi yêu thì anh ta phải sẵn sàng vượt qua những khó khăn thử thách để đến với bạn. Chẳng hạn như anh ta phải chứng minh khả năng tài chính, anh ta luôn sẵn sàng có mặt lúc bạn cần, hay là anh ta phải vượt qua sự ngăn cản của gia đình. Đúng, đó là những thử thách mà anh ta cần vượt qua để chứng minh rằng anh ta yêu bạn. Nhưng đó không phải là thử thách lớn nhất. Thử thách lớn nhất của một người đàn ông khi yêu một người phụ nữ là anh ta phải chiến thắng bản ngã cao ngạo ngông cuồng của chính mình.
Thông thường thì đàn ông sẽ có cái tôi lớn hơn phụ nữ rất nhiều. Cho nên việc một người đàn ông dám buông bỏ hoàn toàn bản ngã của anh ta, đánh bại những nỗi sợ của bản ngã bên trong, chấp nhận đối mặt để chữa lành những tổn thương của đứa trẻ bên trong và quay về kết nối với trái tim mình, thì đó mới chính là minh chứng cho tình yêu đích thực của một người đàn ông. Người đàn ông mà không còn bản ngã nữa thì anh ấy sẽ yêu bạn bằng một trái tim rộng mở, từ bi, nồng hậu và dịu dàng nhất có thể. Một người đàn ông mà vẫn còn bản ngã thì cho dù anh ta chiều chuộng bạn cỡ nào, tài giỏi, đẹp trai, giàu có cỡ nào, anh ta có theo đuổi bạn nồng nhiệt cỡ nào đi chăng nữa, thì sau khi anh ta có được bạn rồi, tình cảm của anh ta cũng sẽ từ từ phai nhạt mà thôi. Tình yêu đích thực, cho dù khoảng cách là bao xa đi chăng nữa, thì sự kết nối về linh hồn là vĩnh viễn. Đã là vĩnh viễn thì cho dù xa cách cỡ nào, bao lâu, thì tình yêu đó vẫn luôn tồn tại bền bỉ, không gì có thể chia cắt được. Nếu một người đàn ông chỉ vì xa cách bạn một thời gian mà phai nhạt tình cảm, thì điều đó chứng tỏ rằng tình cảm của anh ta dành cho bạn chỉ là sự rung động, hấp dẫn theo giới tính, và hai bạn chỉ mới chạm đến lớp vỏ vật lý của nhau mà thôi. Có một câu trong cuốn sách Nhà Giả Kim rất hay mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu những thứ bạn tìm thấy là thật, là vàng ròng, thì chúng sẽ không bao giờ hư hao, và bất cứ lúc nào ta quay về thì chúng vẫn còn nguyên vẹn đó. Còn nếu chúng chỉ thoáng qua như ánh sao băng, thì khi trở về ta sẽ chẳng tìm thấy gì nữa cả. Khái niệm thứ hai bạn cần biết để đạt được tình yêu đích thực đó là thức tỉnh hay chữa lành. Khi bạn mới sinh ra thì bạn có khả năng yêu thương một cách hoàn toàn tự nhiên trong sáng. Nhưng trong quá trình bạn lớn lên, những tổn thương từ gia đình, từ môi trường học tập, môi trường xã hội, tất cả những tổn thương đó tạo nên bản ngã của bạn và nguồn năng lượng tiêu cực độc hại đi kèm. Bạn tưởng tượng nó giống như là đống hành lý cũ kỹ dư thừa mà bạn đã mang vác theo suốt bên mình mấy chục năm trời. Thức tỉnh, chữa lành tức là bạn loại bỏ đống hành lý cũ kỹ dư thừa, bụi bặm đó. Bạn giác ngộ và thanh tẩy bản ngã sai lầm. Bạn làm sạch lại tâm trí mê mờ. Từ đó bạn có thể kết nối với con người chân thật, thuần khiết nhất của bạn. Đó chính là linh hồn bạn. Cho nên tình yêu đích thực chỉ xảy ra giữa hai cá nhân đã có sự giác ngộ tâm linh, quy phục hoàn toàn vào sức mạnh của vũ trụ. Hành trình đi đến tình yêu đích thực cực kỳ gian nan. Tất cả những cái biến cố, sóng gió, những khó khăn của cuộc đời xảy ra để thử thách sự kiên nhẫn của bạn, để buộc bạn phải thức tỉnh triệt để, giống như lửa tôi luyện vàng. Nếu bạn là một người mộng mơ hay mơ tưởng rằng tình yêu đích thực giống như ở trong thơ, tình yêu đích thực suôn sẻ, dễ dàng, chỉ toàn hạnh phúc, thì chắc chắn là thực tế khó khăn của hành trình đi đến tình yêu đích thực có thể khiến cho bạn quay đầu bỏ chạy. Tình yêu đích thực là một hành trình giả kim. Vậy giả kim là gì? Giả kim là một thuật ngữ cổ xuất phát từ truyền thống triết học tiền khoa học, nói về phương pháp làm trưởng thành và hoàn thiện một số đối tượng. Mục đích của giả kim thuật là chuyển đổi các kim loại rẻ tiền như chì, sắt thành kim loại quý như vàng. Trong quan niệm của người xưa, vàng có sự tiến hóa bậc nhất, cho nên vàng mới quý hiếm và có giá trị. Quá trình tinh luyện kim loại từ một cục sắt thành một cục vàng, đó là thuật giả kim. Và trong quá trình tinh luyện kim loại, người luyện kim cũng trải qua quá trình chuyển hóa nội tâm, thanh lọc bản thân. Vì vậy mà giả kim theo nghĩa bóng chỉ sự giác ngộ tiến hóa về mặt tâm linh. Không có con đường tắt để bạn đi đến tình yêu đích thực, và cũng không có một con đường nào khác ngoài con đường đó là thanh lọc bản ngã, tiến hóa về mặt tâm linh. Có người dành cả đời mong cầu đạt được tình yêu đích thực nhưng vẫn thất bại, bởi vì họ vẫn còn nằm trong vòng xoáy tham ái tham dục. Họ mong muốn có được tình yêu đích thực để có được một người yêu thương họ vô điều kiện, để họ được chìm đắm trong yêu đương hạnh phúc. Thực ra tình yêu đích thực không chỉ bó hẹp trong việc bạn có được một người bạn đời yêu thương mình vô điều kiện, gắn bó với mình suốt đời, mà sức mạnh lớn lao của tình yêu đích thực mở rộng ra phạm vi xã hội, nhân loại. Khi trong tim một người có tình yêu đích thực với chính mình, họ có thể yêu thương đích thực tất cả mọi người. Từ đó họ chấp nhận từ bỏ danh lợi của thế gian để cống hiến sức lực, thời gian, phụng sự xã hội, và thông qua tình yêu đích thực để tạo ra một thế hệ tương lai mới tràn đầy tỉnh thức, tràn đầy tình yêu. Đó mới chính là giá trị cao cả nhất của tình yêu đích thực.
bản chất của tình yêu đích thực không phải là nhắm đến chuyện yêu đương lãng mạn, mà bản chất của tình yêu đích thực đó là dẹp bỏ cội rễ vô minh của con người và để thức tỉnh nhân loại, kêu gọi nhân loại quay về với tình yêu thương. Những chia sẻ của mình về tình yêu đích thực có thể khiến một số bạn thất vọng, vì bạn thấy rằng tình yêu đích thực sao mà khó quá. Đúng là tình yêu đích thực không dành cho tất cả. Ở đây mình chỉ nói sự thật, bởi vì có rất nhiều lời đồn đại về tình yêu đích thực, rồi các cái chiêu này, các cái cách kia để thu hút tình yêu đích thực theo các luật lệ, khiến cho nhiều người bị hoang mang, bối rối. Người ta mơ hồ không hiểu là tình yêu đích thực rốt cuộc nó là cái gì, nó có thật hay không. Những lời khuyên hoặc là những cuốn sách nào mà giúp cho bạn đạt được tình yêu bằng cách vun đắp tâm bốc cho bản ngã thì bạn đừng nên nghe theo, vì làm theo cách đó sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc thật sự cho bạn. Tình yêu đích thực dù rất hiếm, bạn có thể không đạt được nó trong kiếp sống này, nhưng không có nghĩa là bạn sẽ đau khổ. Bạn hoàn toàn có khả năng đạt được một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững. Nó tùy theo khả năng bạn thanh tẩy bản ngã của bạn đến mức nào. Bạn càng thanh tẩy được nhiều bản ngã bên trong bạn thì bạn càng có khả năng đạt được đến hạnh phúc. Mặc dù một cuộc hôn nhân hạnh phúc thông thường thì không thể nào sánh bằng với tình yêu đích thực. Cho nên lời khuyên duy nhất là bạn đừng nên quá quan tâm về việc tìm kiếm theo đuổi tình yêu. Khi bạn vẫn còn kỳ vọng, bạn vẫn còn trông đợi, mong ước gặp được tình yêu, tức là bạn vẫn còn bản ngã, thì tình yêu, hạnh phúc sẽ không đến với bạn. Chỉ có một cách, đó là quay về, làm công việc chữa lành bản thân, yêu thương bản thân một cách đúng đắn, lành mạnh. Tập trung vào nội tâm, nâng tần số rung động của bản thân lên một mức cao, thì lúc đó những điều tốt đẹp sẽ đến và đền đáp cho nỗ lực của bạn. Chúc các bạn thành công trên con đường phát triển bản thân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.